Đây, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mọi người cùng theo dõi chơi đi đào khoai nha mọi người. Khoai tây nhá, ở khoai lang nhá mọi người. Ngoài ra thì thấy củ nào mà ăn được ấy thì chơi sẽ đào hết. Mọi người cùng theo dõi trong quá trình chơi đi đào khoai nha. Đi thôi nào. Đây là khoai lang trồng ở trên rừng thôi mọi người, nên là nó không to đâu. Mọi người nhìn xem cái khoai lang nó như này này, nó vuông như này này, mẹ nó chán thật đấy, thành một đống như này này. Như này thì ăn cái gì nữa. Tinh tinh. Thêm một quả nữa nè. Hô hô, quá là siêu to khổng lồ luôn.
Đây được bằng này này, cho xe mai đây rửa nhá, đi nào. Đen xỉ luôn. Khoai lang quê của chưa là nó mới bé như này thôi, trồng ở trên rừng cơ mà. Đây là trồng để cho lỡ ăn thôi, nhưng mà mình thèm nên là mình chỉ đi đào thôi mọi người ạ. Đi luộc nhé mọi người. Không có cái gì đựng nước nên là dùng chai cho mọi người ạ. Dùng chai để mà đựng nước thôi. Tại đó tôi gì chứ mà tại mấy chuyện này nó ớt tù nó biến được. Tôi chỉ có gì vậy? Có chuyện khác tại đó chó chó ก็จะเกิดครับหลักเขาถึงดําหมดแล้วก็ตอนนั้นแต่มันตอนนี้มัวเตียวเตียวหมดเตียวเตียวก็คือเตาเนี่ยเป็นอะไรเป็นน้ําเตียวที่ต้องแก่มันจะรถจินตากับตากูเตียวเสียงจนแต่ตอนนั้นที่คือคุณตาก็คือจะที่เกลี่ยมันเป็นน้ําเตียวที่ต้องกินต่อแก่ดีมีแต่ว่าคนต่อ đấy, luộc khoai xong thì cho ăn mật ong này mọi người. Luộc khoai xong bây giờ ăn mật ong thôi.
Đây, mời tất cả mọi người nha. Ngon lắm. Nhà cho có nhiều mật ong nhưng mà có nhiều tổ ong nhưng mà bố xin bố máy mà bố không lấy cho ăn đấy mọi người. Bố cứ bảo cứ để một thời gian á, để một thời gian á, xong là chán quá mình tự đi mua ăn luôn, không phải xin nữa. Nhưng mà cái này là của bố đấy, bố đi lấy về đấy, ở trên rừng đấy. Ngọt tuyệt vời. Trong thời gian mà chờ đợi khoai chín thì ăn mật ong đấy, còn ăn cơm nữa, ăn mật ong với lại ăn khoai thôi, xong là đi về thôi. Ăn mật ong xong lại đi ăn dưa nè mọi người. Dưa này chắc là dưa đẹp nhất đám đưa hôm nay đấy. Mời tất cả mọi người nha. Chín rồi nha mọi người, bỏ cái nước ra nha mọi người. Đây, tôi sẽ bỏ cái nước ra. Nó còn lấy cho mà gì lo? Nó còn lấy cho má? Chị lâu nọ, khai ô lộc khỏi nó cho. Khai ô lộc khỏi nó cho. Đấy, cho bát hai cái rồi, bây giờ còn lại chỗ này là bơ trơ này. Bố với lại một bát nữa mọi người. Bây giờ đi ăn thôi. À không, bây giờ phải ăn ở đây trước đã. Đây. Ngon như đúng rồi luôn. Mời tất cả mọi người nha. Cho ăn quả này trước, xong là cho sẽ mang đi cho bố với bát nữa cùng nhau ăn nhé mọi người. Tại trong nhà tối quá, chưa quay có khi mọi người không nhìn thấy đâu ấy. Có cái chân nó cái kia
Nó nhiều, nó cho nó ít cái kia. Nếu bây giờ tự nhiên hậu chế là mày giờ chúa chúa mày thì nó có nó tự ý chạy cái kia giờ để chỉ không cái nó chiều vô kéo cái chuyện nhá phụ muốn nó tờ này á một phụ mình chỉ có một chế là nó có cả một nó có cả một chế nó ồ vậy là giáo một quan trọng thì giáo một quan này cái quẩy tấu huyền thoại này, nó có lúc nào xóa. Nhìn xem, cái này hỏng hết rồi. Trong cái đó thì bố biết làm nhưng mà lúc nào cũng tổng thì không làm ấy. Đây này, hỏng hết. Phải buộc cái bao này. Chuẩn bị đồ xong là đi về thôi mọi người ạ. Quay xong rồi đi về thôi. Đây, biết đây là cái gì không à? Khoai tây nha, chờ luộc xong rồi, bây giờ cũng ăn xong rồi, cho bố với hai bác ăn xong rồi. Thì bây giờ trời sẽ mang cái phần này về về cho mẹ nha mọi người. Mẹ ở nhà thì cũng phải mang một phần về cho mẹ. Mẹ không ăn được nhiều, nhưng mà mẹ ăn được một hai cái rồi. Còn lại là cho mẹ cháu ăn nha mọi người. Quê của chơi là khoai ít nên là mấy đứa cháu họ rất là thích ăn khoai nha mọi người ạ. Đấy, cho vào cái quẩy tấu, cái quẩy tấu huyền thoại này. Đó, mọi người thấy chưa vắt một cây rất là bé đúng không mọi người? Nhưng mà do chưa có ngô nữa mọi người ạ. Chắc là tầm 15 đến 20 cân ngô nữa. Với lại từ đây về nhà thì cũng phải tầm 4 cây hoặc 4 cây số gì đấy đi bộ ấy. Nên là cho chị vắt cái bé bé này thôi. Còn nếu như mà không có cái ngô này thì cho sẽ vắt cây to hơn. Đó, mà không nói nhiều nữa. Bây giờ thì video của chơi lại đến đây cũng kết thúc rồi. Chờ cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chơi nha. Giờ thì chơi đi về thôi. Bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye.